Trước khi vào chủ đề chính, thì video này được tài trợ bởi AMD. Nếu như bạn đang cần mua một bộ máy tính để làm nhạc, thì có thể tham khảo cấu hình phía dưới ở phần mô tả nhé. What's up anh em, mình là Dũng đến từ Desert School. Và cách đây vài tuần, ImageLine đã công bố phiên bản mới nhất của FL Studio là phiên bản 20.9. Vì vậy, trong video hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về những cập nhật cũng như là những cái update mới trong cái phiên bản mới nhất của FL Studio này nhé. Nói tóm tắt lại thì phiên bản 20.9 của FL Studio sẽ tập trung cập nhật về những workflow, cập nhật những chức năng cũng như là những effects mới để phục vụ cho anh em làm nhạc một cách tiện hơn rất nhiều. Đầu tiên là cập nhật ở trong sample. Khi chúng ta vào một sample bất kỳ thì ở phần mode thông thường sẽ chỉ có resample và stretch ở mức real time, nhưng hiện giờ đã có thêm stretch pro. Với stretch pro thì các bạn sẽ có một chức năng mới ở ngay dưới phần mode, đó chính là formant. Về chức năng formant này thì mình cảm thấy rất là hay bởi vì nó có thể chỉnh được một số những cái effects nghe rất là lạ tai cho các bạn. Mình khuyên rằng các bạn hãy thử nghịch cái formant này với những cái sample vocal nhé. Tiếp theo là pitch shifter. Đây là một effect hoàn toàn mới sẽ chỉ có trong bản cập nhật từ 20.9 trở lên mà thôi. Về cái plugins này thì đây là một cái plugins đi chỉnh pitch của instrument hoặc sample bất kỳ. Về cái effects này thì anh em hoàn toàn có thể nghịch được rất nhiều núm vặn, rất nhiều những cái effects cũng như là những cái tùy chỉnh mới để có thể làm việc được với những cái sample, với những cái instrument của mình để tạo ra được nhiều effect, tạo ra được nhiều cảm hứng mới mẻ hơn. Và đây là một cái plugins mới tiếp theo của FL Studio 20.9, đó chính là Vintage Chorus. Nghe tên là các bạn đã hiểu rồi đúng không? Đây chính là một cái plugins về chorus. Plugins này được truyền cảm hứng, được phát hành và cũng như lên ý tưởng từ bộ Chorus Roland Juno 6. Mình nghĩ rằng cái plugins này mình sẽ làm một video riêng về nó, cho nên nếu như các bạn cảm thấy hứng thú hay là muốn biết thêm về cái plugins này thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Được rồi, tiếp theo là những cái cập nhật mới về workflow ở trong FL Studio. Đầu tiên là về chức năng undo. Bình thường khi mà các bạn đã cố gắng thay đổi sample hoặc vô tình kéo nhầm, replace nhầm những cái sample mà các bạn đang sử dụng thành một sample mới thì các bạn không có cách nào để có thể undo được cả. Nhưng bây giờ với bản cập nhật mới của FL Studio thì việc undo nó trở nên rất dễ dàng. Các bạn hầu như có thể undo bất cứ những cái sample nào mà các bạn vừa thay thế, thậm chí là nhiều sample cùng một lúc. Để có thể undo thì các bạn chỉ cần nhấn Ctrl Z để undo thao tác vừa rồi, hoặc các bạn muốn undo những cái thao tác trước thì các bạn có thể ấn Ctrl Alt và Z. Hầu như các bạn có thể undo bất cứ thứ gì ở trong FL Studio với phiên bản 20.9 này, miễn là các bạn chỉ cần nhấn Ctrl Z hoặc Ctrl Alt Z thì mọi thao tác đều có thể undo được. Tiếp theo hãy nói về các tracks ở trong phần playlist của FL Studio. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể chọn được rất nhiều tracks cùng một lúc bằng cách chọn ở đây. Với cái thao tác cập nhật này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được rất nhiều thứ. Các bạn hoàn toàn có thể nâng được cái workflow hay là cách sắp xếp bài nhạc của các bạn lên. Đặc biệt có một số tips rất hay mà mình khuyên các bạn nên sử dụng, đó chính là khi mà các bạn đã chọn multi tracks thì các bạn hoàn toàn có thể auto name của tất cả mọi thứ, thậm chí của cả project cũng có thể hoàn toàn làm như vậy. Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể clone, nghĩa là tạo ra một bản sao của tất cả các tracks này. Một update tiếp theo đó chính là về automation. Việc tùy chỉnh automation sẽ trở nên dễ dàng hơn với bản cập nhật này. Vậy cập nhật automation có gì? Các bạn hãy double click vào automation và nó sẽ hiện ra một cái bảng setting như thế này. Ở cái bảng setting này, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh automation theo ý các bạn muốn. Khi các bạn điều chỉnh ở trong bảng setting thì cái automation ở ngoài nó cũng sẽ được tùy chỉnh theo. Các bạn hoàn toàn có thể nghịch rất nhiều những cái effects lạ và hay ở trong này. Mình nghĩ rằng nếu như mà có điều kiện hoặc là các bạn muốn thì mình cũng sẽ làm một video riêng về automation mới của FL Studio. Một target links, các bạn hoàn toàn có thể biết được xem là cái automation này nó đang điều khiển núm vặn nào của effects nào. Để có thể vào lại chính xác nơi mà automation đang hoạt động, các bạn hãy nhấn vào tool này. Và sau khi nhấn vào cái tool bên cạnh thì nó sẽ chỉ ra cho các bạn biết cái automation đang điều khiển thứ gì. Rất hay đúng không? Cập nhật tiếp theo nó cũng liên quan đến workflow của FL Studio, đó chính là gộp clips. Với bản cập nhật 20.9 thì các bạn hầu như có thể gộp lại bất cứ thứ gì có ở trong playlist của các bạn, ví dụ như sample. Playlist Piano Roll, kể cả với những sample khác hàng với nhau,
hay là khác loại với nhau, các bạn cũng hoàn toàn có thể gộp chúng lại thành một được. Việc các bạn cần làm là hãy chọn hai hoặc nhiều sample cũng như là các VST Piano Roll hoặc là Automation rồi nhấn Ctrl G, đó là phím tắt của gộp hay là merge. Và đó là cách để các bạn có thể gộp được nhiều sample vào lại thành một. Cuối cùng, đầu tiên, hãy chọn vào một mixer track bất kỳ, rồi nhấn chuột phải, chọn Assign to New Audio Tracks. Các bạn có thể chọn Input và Output. Và bây giờ, các bạn hoàn toàn có thể thu âm được ngay tại cái tracks mới ở trong một playlist này. Rất hay và tiện ích phải không? Được rồi, và đó là những điều cần chú ý, những highlight về cập nhật của FL Studio phiên bản 20.9. Nếu như các bạn thích những cái thông tin cũng như là những cái content như thế này thì hãy comment cảm nghĩ của các bạn xuống phía dưới và hãy nhớ cho chúng mình một like nhé. Ngoài ra, hãy subscribe kênh YouTube của chúng mình cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Mình là Dũng đến từ DJ School. Peace.